một không gian ẩm thực tuyệt vời. Các món ăn thơm ngon giàu dưỡng chất, mang đến một hương vị thân quen ấm cúng. Không chỉ là ăn uống, đây còn là văn hóa, là tinh hoa của ẩm thực Việt. Địa điểm vừa được nhắc đến là nhà hàng cơm gà 1950, điểm 10 cho chất lượng. Hôm nay mình Tây Phố có dịp lên Sài Gòn và đi công việc, quý vị ơi. Sẵn tiện thì mình ghé ủng hộ một cái quán cơm gà rất là thơm ngon và nổi tiếng. Đó là quán cơm gà 1950. Hôm nay mình sẽ vô đây để mình kêu một vài món để thưởng thức ha. Rồi cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Nằm trên đường Bát Tơ Sầm Quốc đắc địa của phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cạnh Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố. Nhà hàng cơm gà 1950 được thực khách khắp nơi yêu thích, không chỉ giá cả hợp lý mà những món ăn nơi đây đều mang phong vị thuần Việt, thơm ngon sạch sẽ. Đến với không gian quán, ngoài sự chỉnh chu trong phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng, nơi đây còn mang đến sự ấm cúng gần gũi. Thực khách như được trở về bên bữa cơm cùng gia đình. Với phương châm tận tâm phục vụ, cơm gà 1950 với nguồn nguyên liệu gà từ vườn, cơm từ gạo ST25, loại gạo ngon nhất thế giới, sẽ cung cấp cho thực khách những bữa ăn đầy dưỡng chất. Xuất phát từ tình yêu dành cho các món ăn mang đậm phong vị Việt, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, lựa chọn từ rất nhiều nguồn nguyên liệu tươi ngon an toàn để chế biến nên những món ăn thơm ngon hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Đến với nhà hàng cơm gà 1950, thực khách sẽ được thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt qua các món ăn được đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm chế biến. Cơm gà 1950 sẽ mang đến cho thực khách những bữa ăn đặc sắc như đặc sản cơm gà 1950, đầy đủ các hương vị của thịt gà ủ thảo mộc, gà khìa, nem nướng, dưa chua, rau và phần cơm gà dạng ươm thơm phức được nấu từ gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới. Sự kết hợp giữa thịt gà khìa và dưa chua cũng như gà ủ thảo mộc với cải luộc và nem nướng chấm cùng nước mắm gừng hoặc nước mắm chua ngọt đều ngon xuất sắc. Đây được xem là linh hồn, là tinh hoa của nhà hàng. Với sự kết hợp khéo léo của các hương vị hòa cùng màu sắc bắt mắt, cơm gà 1950 là sự lựa chọn hoàn hảo, có thể giúp thực khách cảm nhận tổng thể về sự tinh tế khéo léo của nhà hàng khi ra món. Món được thực khách yêu thích không kém chính là gà ủ thảo mộc. Gà vườn được làm sạch, nêm nếm theo công thức riêng, thấm đủ mùi vị để sau khi chế biến, những con gà vàng ươm thơm phức luôn gây thương gợi nhớ trong lòng mỗi người. Cơm gà ủ thảo mộc sẽ không khiến thực khách thất vọng khi tận mục sở thị dĩa cơm gà đầy đặn, không những thơm ngon mà còn bổ dưỡng, với vị thảo mộc thoang thoảng càng ăn càng ghiền. Cũng như các món ăn tại cơm gà 1950, điểm độc đáo của món gà ủ thảo mộc chính là công thức nấu nướng và hương vị thuần Việt không thể nhầm lẫn vào đâu được. Dĩa cơm nóng hổi vàng ươm, tỏa khói nghi ngút sẽ giúp bữa ăn của quý khách trở nên ấm áp trọn vẹn. Đó là hương vị của tình thân, của sự chỉnh chu nghiêm túc được nhà hàng đầu tư dày công chuẩn bị. Như cây cỏ giữa trời luôn biết cách tạo dựng cho mình một điểm nhấn, và vai trò riêng của những món ăn nơi đây cũng vậy. Mỗi món mang trong mình một hương vị, một phong cách, tất cả cùng góp chung để làm nên đẳng cấp cho những món ăn thơm ngon hấp dẫn của nhà hàng cơm gà 1950. Nếu ở cơm gà 1950 là sự tổng hợp từ tinh hoa của những tinh hoa ẩm thực, cơm gà ủ thảo mộc mang đậm một phong vị dân dã thuần Việt, thì phở gà 1950 cũng là một đặc sản của những đặc sản. Sợi phở mềm mịn, thấm đậm nước dùng từ xương gà được ninh kỹ trong nhiều giờ, tạo nên sự thanh ngọt đài cát của món ăn, được xem là niềm tự hào của Việt Nam, cũng như cơm gà 1950. Món ăn tiếp theo cũng được thực khách yêu mến, chính là miến trộn.
sợi miếng dai giòn hòa quyện cùng nước sốt đặc biệt được pha chế theo công thức riêng của nhà hàng sẽ khiến quý khách hài lòng khi thưởng thức. Gấp miếng thịt gà chấm vào chén nước chấm gừng chua ngọt hoặc muối tiêu rồi từ từ đưa vào miệng nhai. Vị thịt gà chắc dai thơm ngọt hòa quyện cùng vị mặn mặn chua chua của nước chấm cay cay. Độ ngon ngọt xịn sò của món ăn không có từ gì để diễn tả hết cho được. Gỏi gà trộn bắp chuối hột là một điểm nhấn chỉ có ở cơm gà 1950. Bởi bắp chuối được nhà hàng lựa chọn làm nguyên liệu chính là bắp chuối hột, một loại chuối không dễ tìm. Ngày nay, chuối hột được xem là đặc sản của hàng đặc sản, bởi bắp chuối rất khó để tìm và khi bào nhuyễn để trộn gỏi thì hương vị vô cùng xuất sắc. Những bông chuối tươi rói được bào nhuyễn rồi thêm vào ít gia vị nêm nếm truyền thống được pha chế sẵn, sau đó nhanh tay bóp cho đều để thấm gia vị, rồi cho thêm phần thịt gà luộc vào, trộn thêm 2 phút. Vậy là đã có món gỏi gà trộn bắp chuối đặc biệt với vị chua chua ngọt ngọt, đậm đà vừa ăn. Phần gỏi gà có nhiều sự lựa chọn, từ phần 1 người ăn đến 2, 3 và đặc biệt 4 người ăn. Khi kêu phần gỏi gà, quý khách sẽ có phần cháo hoặc cơm để lựa chọn thưởng thức. Món ngon dù ngon đến đâu cũng không trọn vẹn nếu thiếu món nước chấm. Và đây, nhìn hũ nước chấm đã đủ cho chúng ta thèm thuồng mê mệt. Nước chấm được làm từ nước mắm nguyên chất cùng với tỏi, ớt bằm và một số nguyên liệu với công thức độc quyền chỉ có ở cơm gà 1950. Phần nước chấm giúp gia tăng hương vị thịt gà cùng món cơm dẻo dai. Nếu món ăn ngon 9 phần thì phần thứ 10 phải kể đến hương vị nước chấm thơm ngon hảo hạng, không thể tìm ở những quán ăn hay nhà hàng cao cấp mà chỉ có thể tìm gặp tại nhà hàng cơm gà 1950. Không chỉ là ăn, đến với nhà hàng, thực khách còn được thưởng thức sự khéo tay của đội ngũ bếp lành nghề với các món ăn từ đơn giản như món dưa chua ai cũng có thể làm được. Thế nhưng khi đã thưởng thức món dưa chua 1950 với đầy đủ các loại rau củ mang các gam màu tươi sáng của cuộc sống, thực khách sẽ không khỏi chắc lưỡi phía xoa và tự hỏi rằng tại sao ở đây người ta lại làm món dưa chua giòn ngon như vậy? Gà ta từ vườn da giòn, thịt ngọt và dai, được nhà hàng ra miếng gọn gàng, khéo léo là điểm cộng được thực khách đánh giá cao. Bởi miếng thịt ít xương, dễ nhai, không gây cảm giác khó chịu khi ăn. Nhìn miếng thịt gà chắc nịch, vàng ươm nằm trên mâm là muốn ăn ngay và liền rồi phải không cả nhà? Chưa hết đâu, nhà hàng cơm gà 1950 còn có phần gà khìa, nhiều người còn gọi là gà rô ti rất đặc biệt. Nhìn miếng thịt gà khìa mọng nước là biết nó được khìa kỹ như thế nào rồi. Miếng gà này mà ăn với cơm thì ôi thôi ngon khỏi chê. Sử dụng công thức khìa đặc trưng của người miền Tây, nên phần thịt khìa mang đậm hương vị đậm đà phảng phất của hương xưa vị cũ. Những ngày rảnh rang, con cháu quây quần, má chạy ù ra giường bắt con gà mần thịt, rồi anh ba anh tư chia nhau ra vườn hái trái dừa chặt đều ba nhát đem vô cho má lấy nước dừa khìa thịt. Vậy là đám con cháu có món ngon để ăn, để quây quần. Bữa cơm nhà quê cứ vậy mà lây lất trong tâm trí những người tha phương, để khi có dịp thưởng thức món gà khìa lại nhớ đến bữa cơm của má, của quê hương xứ sở năm nào. Đó là hương vị quen thuộc của sự quây quần đầm ấm mà những món ăn ở cơm gà 1950 may mắn sở hữu được. Đến đây thực khách như được trở về bên mái nhà đầm ấm của mình. Có lẽ vì vậy, cơm gà 1950 luôn nhận được sự thương yêu quý mến của thực khách. Từ những em bé đến các anh chị, cô chú đều nhận xét rằng các món ăn của nhà hàng luôn có nét khác biệt. Đó là sự chăm chút trong cách chế biến nêm nếm. Qua từng món ăn, thực khách cảm nhận tâm huyết của nhà hàng dành cho người thưởng thức. Đến đây không chỉ no lòng mà còn ấm lòng. Bởi cơm gà 1950 không chỉ là nhà hàng kinh doanh ẩm thực, các món được chế biến từ thịt gà. Nơi đây còn là không gian văn hóa để trải nghiệm, thưởng thức đầy đủ hương vị đắng cay mặn ngọt của cuộc sống qua những món ăn được chế biến công phu của những người đầu bếp, những người làm nghề, những người kinh doanh lấy chữ tâm, chữ tính ra buôn bán một cách hết lòng. Mới đây, ca sĩ Lê Như, cô ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca trữ tình,
đã có dịp thưởng thức những món ăn của nhà hàng cơm gà 1950. Cô ca sĩ miền Tây vốn khó tính trong việc ăn uống, vậy mà khi đến cơm gà 1950, Lê Như đã cầm lòng không đặn khi thưởng thức qua một vài món đặc sản đặc trưng của nhà hàng. Cơm gạo ST 25. Như thì không có rành về các loại gạo, nhưng mà như có nghe tên của loại gạo này, và loại gạo ngon nhất thế giới, và như đang được ăn gạo ngon nhất thế giới nha mọi người. Sẽ có thêm vị chua. Một cái gì đó, cơm gà thôi mà nhìn rất là hấp dẫn như vậy. Có đậu phộng trên đây nữa, một thơm, rồi có thêm phần rau và thịt. Còn gỏi này đó thì đúng là cái bắp chuối mà của thứ một, nó mềm, nó không có chát nhiều, cái này ngon. Gà thì khỏi nói rồi, nếu mà mình tới đây mình ăn cơm gà thì mình thấy những con gà này là gà không có mỡ nhiều nha mọi người. Gà là thì gà thái dường à. Đúng rồi. Em thử chấm thêm cái nước chấm như chấm chéo với lá chút coi, kết hợp giữa Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Gà thì chắc nhiên là mọi người cũng sẽ ăn ở nhiều nơi rồi. Mà ở đây đặc biệt là gà chấm với lại cái nước chấm là chấm chéo. Và chấm chéo này thì còn có một cái thêm một nữa là có cái chanh chút à. Lá chút. Lá chút để vào chấm thơm nữa. Cảm ơn ca sĩ Lê Như đã đến quán cơm gà 1950 để thưởng thức những món ăn của quán, và hy vọng là sẽ có dịp được phục vụ Như và các anh chị em nghệ sĩ như là các người thân của Như và quý bà con đến thưởng thức các món ăn đặc sản của miền Tây của Việt Nam mình. Bây giờ hai anh em cứ tự sướng chứ, phải gặp nhau mà thì phải gặp nhau rồi mới clip làm tin, rồi mình làm vlog xong rồi mình chụp hình đăng đẹp. Dạ. Như, anh thấy ca sĩ, nghệ sĩ rồi, người ta ăn chút xíu, rất là ngại. Anh cũng thấy em ăn cũng ngại đó, nhưng mà anh ngại cho em thêm cái này không? Không biết là tại anh ngồi đây mà em mắc cỡ, em không dám bỏ hết cơm hay sao đó mà em ăn, anh thấy nhiều quá, nhiều hơn mọi khi. Đó, tại đang ăn ngon quá, em vừa ăn mà vừa nói chuyện với anh mà hỏi em không để ý là em ăn nhiều tới vậy luôn á. Bình thường là em ăn khoảng một phần này thôi, mà nên là em ăn coi như là hơn mỗi ngày là hai lần đó. Tại vì em thấy mặc dù hôm nay là thiếu là nhiều món mà em không nỡ bỏ mướn một cái này luôn. Gà ngon. Anh bị em mấy lần anh biết mà đi công tác chung đấu vậy mà như về biểu diễn như ít xịu rồi chút xíu, người ta thấy ăn cũng được, không biết là tại mình mình ngồi ở đây rồi như sợ mắc cỡ không muốn ăn hay sao nên gì. Rồi như cho một cái nhận xét một lòng rồi ăn thấy sao thiệt coi, tại sao mà hôm nay em ăn nhiều như vậy, tại có anh đây ngồi đúng không? Cũng một phần là gặp lại bạn thì em vui, một phần là gì gà rất là ngon, cơm ngon, nói tóm lại là no ngon đậm đà. Là em nghĩ là những lúc nào mà em thèm cơm gà em sẽ nhớ đến cơm gà 1950. Cảm ơn Như rất là nhiều hôm nay đã ủng hộ quán cơm gà 1950. Và hy vọng thông qua clip này chúng ta sẽ biết được một cô ca sĩ Như rất là dễ thương, rất là thân thiện và cũng rất là hòa đồng. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh của cơm gà 1950 cũng như là kênh của Lê Như. Như em, kênh của em là gì, em có thể giới thiệu cho bà con được biết không? Của em, trên Facebook của em là ca sĩ Lê Như. Rồi cũng nhớ ủng hộ cho Lê Như, cũng như ủng hộ cho cơm gà 1950 nha. Cảm ơn Lê Như rất là nhiều. Bây giờ nãy mình lúc mà Lê Như giới thiệu mà kênh ca sĩ Lê Như á, Long có chắc lưỡi một cái là biết sao không?
giới thiệu kênh mà cũng dễ thương nữa. Hỏi sao mà khán giả không hái, không mến mộ được. Chúc kênh của ca sĩ Lê Như ngày một phát triển, thì chúc con người nghiệp kênh của ngày một phát triển hơn Như nha. Cảm ơn Như. Bắn tim. Tinh hoa ẩm thực gói gọn trong sự khéo léo chế biến những món ăn thân quen gần gũi lên một tầm cao mới, mang hương vị thơm ngon ấn tượng. Ăn một lần là nhớ, thử một lần là mê, đó gọi là văn hóa ẩm thực. Món ăn ngon không chỉ nhờ vậy, nó còn thể hiện qua cách trang trí trình bày. Mỗi một dĩa cơm, tô phở, tô miếng được mang ra phục vụ thực khách là một tác phẩm nghệ thuật được người nghệ sĩ đầu bếp cân đối đầy đủ hương vị mặn, ngọt, cay nồng và các màu sắc bắt mắt sạch sẽ, luôn được nhà hàng Cơm Gà 1950 quan tâm. Nhờ vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ quý thực khách gần xa. Cảm nhận ban đầu sao chị hả? Ok, ngon. Dạ. Đặc biệt á. Dạ. Nói chung là cứ duy trì như này là tốt. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mong chị và anh góp ý giúp quán những thiếu sót ạ. Không, cái nước này là vừa, nước lèo. Nó vừa ăn cho mọi khách hàng. Nói chung là Nam Bắc Trung Nam thì đều ăn được đấy. Nó không, nếu mà người Trung thì người ta ăn hơi mặn, mà người Nam thì người ta ăn hơi ngọt, mà người Bắc thì ăn cũng nó không mặn lắm, nhưng mà nó vừa. Những cái này là trung hòa, nó vừa đó. Cái nước lèo là nó nói chung là phù hợp cho mọi khách hàng, khách hàng nào cũng sử dụng được. Chị ăn như nào chị cứ bắt gì. Nói chung là nước lèo là em nước lèo là chị thấy là ok. Sợi phở thì mình ăn thấy sợi phở này là sợi phở Bắc á, nó mỏng nên là nó rất là thơm nước. Đúng rồi. Dạ. Mềm. Phở này phở Bắc chứ mà phở Nam. Phở Nam nó cọng nó to hơn. Dạ. Ừ, cọng to như cái cọng miến. Khách vào. Ngọt quá thì là người Nam ăn là ngọt quá. Ngọt quá. Người Trung thì người ta là ăn là mặn, không có bị mặn. Bắc thì đây là mình bán từ sáng tới tối luôn hả? Dạ, em sẽ bán từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì ví dụ như là buổi sáng thì mình sẽ trộn món nước hoặc là món cơm. Buổi trưa văn phòng thường là sẽ có món cơm, món nước. Dạ, còn chiều thì sẽ là thiên nhiều về món cháo và món gỏi. Đến với nhà hàng Cơm Gà 1950, địa chỉ 182A, đường Bách Tơ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, là đến với không gian của những món ăn thơm ngon, chất lượng, từ thịt gà được chế biến kỳ công. Mỗi món ăn mang đến một trải nghiệm thú vị khó quên khi được thưởng thức rất nhiều món ngon đậm đà hương vị. Ngon từ thịt gà vườn chất lượng, từ hạt gạo ST25, loại gạo ngon nhất thế giới, được nấu cùng nước hầm gà, tạo nên những hạt cơm dạng ươm thơm phức. Dĩa cơm gà đầy đủ các phần thịt gà và nem nướng hấp dẫn. Thực khách có thể kêu thêm những topping ăn kèm như đặc sản nem nướng 1950 hoặc thêm trứng non, món khoái khẩu của rất nhiều tín đồ ẩm thực mê thịt gà. Hay có thể kêu thêm món gỏi gà trộn chuối hột, ăn kèm thì hơi bị ngon và đúng bài. Thank you.
Đây là phần đặc biệt của quán, mời em. Ở cái đặc biệt là sao em, có gì về đặc biệt em? Dạ, phần cơm đặc biệt ở quán 1950 là sẽ có một phần cơm gồm gà khìa và gà luộc, và có trứng thêm, thêm chả. Wow, miếng gà rất là bự luôn quý vị ơi, mà cái khìa này cái làm rất là đẹp, nhìn rất là đặc biệt, màu da không những vàng mà nó còn có một cái mình nhìn vô mình rất là muốn ăn, bởi vì nó mọng nước mà nó mùi rất là thơm xộc vào mũi mình, cảm giác như là một cái món khìa được nêm nếm và ướp rất là kỹ, chứ không phải đơn thuần chỉ là một món gà bình thường như những quán khác. Còn ở đây nè, cái miếng gà, gà ủ thơm mộc, thịt gà, da gà vàng ươm, mà đặc biệt ra thêm cái nữa, trong thịt nó trong như là có phần nước ở trong, không biết là con gà này là con gà gì mà nó lại thịt nó có vẻ rất là săn và chắc, cái da nó cũng như nè. Mà ở đây mình thử nha, cảm quan và khứu giác đầu tiên thử là nó không có cái mùi hôi hoặc là mùi tanh của con gà, nó xong lên mùi với một cái vị thơm, một cái vị ngọt rất là đặc trưng, đặc biệt. Đây là cải này hơi bị tươi nha, rất là tươi, màu xanh. Cải này biết cải luộc hay là cải xào thì mình ăn thử cho mình biết nha. Cải rất là tươi và xanh luôn á. Đây, coi mấy viên đậu phộng tấp đi. Cái trứng này là mình chưa thêm, mình thấy có vị trứng ngon, nó chưa thêm vị trứng này là bún đơn cần quá. Còn cái này là quá, nó là nem nướng hay nem chiên gì quên rồi, để hỏi thôi. Đây tuyệt vời, thơm lắm. Còn đây là phần dưa. dưa này có đu đủ nè. Có củ màu trắng, là có cải trắng, củ cải trắng chắc luôn. Rồi cái này là cái gì? Ớt. Còn đây là phần cơm, rất là nhiều. Hoàn toàn mình chỉ ít cơm thôi, cho nên là quán là bình thường nó sẽ đông hơn, nhiều hơn. Còn bên đây này một cái phần gà này là gà cỡ gà xứ hột, bắp chuối hột, một cái bắp chuối rất đặc biệt của miền Tây mình, miền Nam mình. Không phải dễ kiếm cái bắp chuối hột đâu, có dễ hơn. Vì cái chuối hột á, ở dưới quê tôi thì nó rất là nhiều hột, chủ yếu để ngâm rượu thôi, hoặc là khi còn sống thì người ta cho nó, nhưng mà để ăn với bò như cái chẳng hạn. Chứ bắp này rất là khó để tìm, cái chính vì nó cái nó có nhiều hột, cho nên không có nhiều người trồng. Ở đây là rất là khó tìm bắp, mà ở đây là bắp chuối hột, nhìn đúng là bắp chuối luôn. Chú hột rất khác, cái bắp chuối khác là nó cái màu nó nhìn nó không có cái độ sơ, và cái da của nó, cái vỏ của nó có màu xanh đặc trưng. Cái này là da gà, một dĩa gà mình ấy, chứ một dĩa gà đặc biệt đi, ở đây có đặc biệt thì đặc biệt đi, dĩa đặc biệt ở đây là gì như hai người ăn là đặc biệt đó, trưng cái đậu phộng miếng gà, thịt gà rất đặc biệt, lạ luôn. Cái này mình ăn gì hết em, có ăn với muỗng hay gì không? Dạ, lúc nãy anh có order là một phần, thêm một phần miếng và súp nữa, thì một hồi đem miếng và súp ra em sẽ đem muỗng ra cho. Rồi đem liền cho anh luôn đi. Dạ, liền cho anh. Có gì vậy? Thấy không? Trên kệ á, gạo ST25 nha, gạo ngon nhất thế giới chứ không phải là gạo bình thường nữa. Không gian quán rất là sạch sẽ, dễ thương. Mình đi lựa lúc đầu giờ chiều, lúc mà bớt khách á, để coi cái phong cách, như cái phong cách phục vụ đó như thế nào, thì vô đây cũng thấy là hơi bị ok, vui vẻ, sạch sẽ, mát mẻ, và đặc biệt là đồ ăn cũng rất là tươi, còn rất là
gọi là phục vụ rất là chỉnh chu. Cái phần này là cái gọi là miếng đúng không? Miếng này là miếng gà. Mình kêu là nát, kêu là miếng gà khô. Còn cái này là phần súp để ăn khi mình hai trứng, mình thấy trứng ngon quá. Cái này mình ăn với cái gì? Chấm với cái gì? Dạ, ở đây ở quán của em là có tới bốn loại chấm là gồm hai loại nước mắm và hai loại muối tiêu chanh. Làm bên em sẽ có muối tiêu chanh làm từ trái trúc, lá trúc và chẩm chéo, muối chẩm chéo. À, lá trúc, trái trúc, cái này là trái chanh đó ha? Dạ, đây không phải là trái chanh, đây là trái trúc. Trái trúc thì nó giống như trái chanh, nhưng cái mùi vị của nó đặc trưng hơn là trái chanh, nó rất là thơm. Anh ngửi thử đi, Cái trái này như em nói là trái trúc của miền núi An Giang, giờ ở miền Tây, thậm chí ở Việt Nam mình chỉ có An Giang mới trồng được cái cây trúc và cái trái trúc này thôi. Trái trúc nha, CHO cỡ trên sách trúc. Còn cái này nè, em nói chắc nó gặp mình gặp cầm máy quýnh như nó kêu lộn, là chầm chéo, một cái đặc sản của Tây Bắc, một cái món của miền Tây Bắc mà kết hợp với một cái món của miền Tây, cũng là Tây, hai cái miền Tây gặp nhau, mà một cái miền Tây ở chút chút ở ngoài Hà Nội, một cái miền Tây tuốt chúng ta thì nó sẽ pha kết hợp với nhau, không biết là cái mùi vị như thế nào. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong quán cơm gà 1950 để thưởng thức cái món lá trúc, trái trúc của An Giang và chầm chéo của miền Tây Bắc. Mình sẽ dắt vô thử ăn chút cũng phải điều nghệ nha, dắt như vậy mình lấy nước, cái vị thơm chua nó khác. Còn mình dắt như vậy nè, này dắt ngược lại thì cái vị thơm chua nó sẽ khác, sẽ có khe hơn, thơm hơn, đặc trưng hơn, ăn gì rất là ngon. Đó, đây. Còn cái phần mình kêu làm chung là mình đến mình review một cái quán để mình thưởng thức cái ẩm thực, cái đặc trưng của cái quán đó, thì mình muốn là tìm hiểu hết những cái tinh hoa của nó, nhưng mà ăn không hết đâu. Chỉ kêu những cái đặc sản mà mình thích nhất, có thể là cơm gà 1950 của quán và một cái miếng trộn cũng từ gà, mà mỗi một cái nó sẽ có một cái cách chiêm nếm và gia vị riêng. Mà đã nói là cái gì cũng phải đặc biệt của nó. Đặc biệt ở đây ngoài những cái công thức của quán thì còn có đặc biệt trong cái nguồn nguyên liệu. Giờ như lại có hỏi em đó thì cái gỏi chuối hột này nè là một trong những cái đặc biệt, không phải là cái quán nào cũng có được. Bởi vì chuối hột ở ngoài rất là khó tìm, khó kiếm. Một cây chuối hột trồng rất là lâu lớn là một, mà khi lớn rồi nó ra trái, cái trái nó chỉ một là trong rượu lúc mà nó già chín, phải phơi khô nó mới được nữa. Còn cái trái còn sống á thì người ta ăn với thịt bò, da bò những đám tiệc. Cho nên là cái giá trị của nó mang lại kinh tế lúc mà còn có trái rất là ít, thành thử là ở dưới quê ít ai trồng á. Mà tìm được cái cây chuối mà bắt chuối hột đó, để mình làm cái món ăn cho mình ăn, nó không phải là đơn giản không, mà rất là thơm. Trước khi ăn cơm mình ăn thử cái gia vị cái gỏi này mới được, coi rồi thơm mình bắt rồi đó. Mình ăn nước chấm mà mình chấm mắm gừng nè, chấm vô ăn gỏi trước để cảm nhận được cái vị ngon của món ăn. Thích vô trong cái gỏi thậm chí là có chút luôn, ăn rất là thơm mùi rất là nó lạ, không giống như cái chanh của mình thơm nồng. Còn cái gỏi của bắp chuối nó lại giòn ngọt, không có dai. Cách nêm nếm cái gọi là cái gia vị ướp của cái món gỏi này thì nó là đặc biệt nữa, là không mặn, không ngọt. Nó nói là miền Tây, ở miền Nam mình là làm ăn gì cũng là cứ ngọt, nhưng mà cái món này nó không ngọt, gỏi rất là vừa ăn mà ướp nó thấm lắm, ăn rất là bắt. Ăn với cơm là chắc chắn là còn ngon rồi. Mình thử với cơm nè, chấm một miếng, một miếng cơm lên đây, bỏ vào, mà cả nhà cùng ăn trưa với mình. Quý vị ơi, không có danh là gạo ngon nhất thế giới ít V25. Hột gạo nó mềm, cơm nó mềm, không phải là mềm của mình sống mềm mực, mềm vừa ăn. Khi nhớ là cái cơm này tôi nghĩ là được nấu bằng cái nước súp của con gà, chứ không phải nước bình thường, cho nên là rất là thơm,
là màu cơm cũng màu rất là nhìn bắt mắt dễ ăn. Thơm dẻo lắm. Rồi ăn thử miếng gà. Đây, món gà đặc biệt của quán là gà thảo mộc, gà roti rồi, gà roti. Cái này chấm với một cái nước mắm khác. Nè, cái mắm này thì coi. Một cái chấm chút đi, nó lạ. Thiệt mà nói, vô quán mà mình khen nó hoài cũng kìa, mà không khen không được. Gà sao mà nhai nó dai mà rất là ngọt. Thông thường mình đi cái quán ăn đó thì gà nó bở, hình như là gà công nghiệp thì phải. Con gà này biết là con gà gì mà ăn nó rất là dai. Dai mà những người ở vườn lên ăn chưa chắc phân biệt được con gà là thả vườn hay là con gà trên núi nha. Thịt gà núi rất là dai luôn, gà đồi á. Con gà vườn mình chưa chắc đã bằng, nhưng con này ăn rất là ngon. Dai, mềm, cách thì cách ướp rất là thấm gia vị, không có mặn, vừa ăn thơm, không có mùi tanh của con gà, đặc biệt là vậy. Món này 9.5, còn 0.5 điểm nữa là cho quán ngày càng cải thiện, ngày càng nâng cao chất lượng lên. Đưa điểm còn lại mình để dành. Đây, món gà ủ thảo mộc, một trong những đặc sản mà được chủ quán giới thiệu là làm rất là công phu bài bản. Món này mình chấm mắm gừng là đúng hơn, nhưng mà bây giờ có chấm chía của Tây Bắc kết hợp với lá chút của miền Nam thì mình ăn thử lên, chấm thử lên có thể như thế nào. Mà cái nhạc này chấm vào lúc vô sâu sâu vào. Đây, miếng gà vàng ươm, thịt gà tươi mới luôn. Đúng vậy, cái vị chanh nó chua, chua nó sẽ chua một cái vị chua thanh, chua bất lợ đó xong rồi thôi. Một cái chút mình nó chua mà chua rất là thơm, đậm đà. Cái vị của nó có một chút gì đó của trái chanh, có một chút gì đó của cái gì, nhưng có chút xíu cam nữa, nó the the, nó thơm thơm, nó ngọt ngọt, mà nó cái mùi nó nồng hơn chanh nhiều lắm. Chanh là bình thường, cái món này cũng vậy. 9.5, nửa điểm còn lại là cho quán tự nâng cao tay nghề, tự bổ sung thêm những cái phần đặc biệt của mình. Trong những cơm mình còn một phần nữa topping. Topping này thấy không? Vậy rất là nhiều cơm, rất là nhiều thức ăn, topping nhiều lắm. Có nem nướng này, có trứng này, có rau này, có gà thảo mộc nè, có gà kìa, gà rim á. Đây, mình thử cái này ra. Cái món này là cái món nem. Nem này đó, mình sẽ dắt ăn với muối tiêu. Đặc sản, không phải đặc sản này là chục cây chục. Chấm nha, lực. Mời cả nhà. Sao ta? Cái nem nó gì, nó mịn, nó mềm mà nó thơm nữa, không giống như cái nem mà mình hay ăn, nó chả mình hay ăn mà nó thơm, nó mịn, nó mềm, nó ăn đã sướng miệng, không tâm, không có vị nhẫn của thằng the thuộc ngọt hay hóa chất. Nghĩ là một cái nem đặc biệt, bí truyền của quán, gia truyền của quán. Hy vọng sẽ có dịp gặp người chế biến thì mình hỏi thử cách công thức làm cái món này như thế nào để mà ra được cái chiếc nem cái chả này rất là ngon. Còn trứng này thôi mình ăn. Đây, cơm mình đang rồi, chưa chua. Quý vị nghe cái vị giòn không? Cái độ giòn á, mình nhai mà nó phát ra rất là im tai. Vừa ăn vị chua rất là vừa ăn, im. Cúp tự miếng nước súp trước khi ăn miếng. Nước súp có trứng nào không? Thôi mình ăn trứng này đi. Thôi ăn trứng bát cũng để dành hồi ăn sao. Mời cả nhà dùng súp.
rất ghét mực ngọt, ăn mực ngọt không ưa, ăn cái này lại khác, không có mực ngọt, thanh ngọt, rất là thơm, thơm mùi lá trúc, gia vị vừa ăn ướp đậm đà, nước súp chín rửa luôn. Tiếp theo, đây, giờ này quán ít người quá vậy, cho nên mình review rất là dễ, không làm phiền ai. Bây giờ ông bạn ăn trước, đợi chút xíu, có một người khách ăn trước. Nè, đây cái quán món này gọi là món món gì quên rồi, miếng trộn, nè, miếng trộn thịt rất là nhiều nha, tấp pin có gì, tấp mỡ, hành phi, hay và miếng, miếng là nãy giờ mình lo nói chuyện cho nó đông đập rồi, xem đũa thôi. Ủa, thơm nha. Được sót đây. Ủa, nãy giờ chị phải quên, nãy ăn ngày trước được bây giờ. Rồi lâu lâu thành phố, miền Tây phố lên thành phố chơi mà. Kệ, quê, lỡ quê rồi, quê luôn đi. Ở dưới toàn ăn hủ tiếu, ăn bún riêu không làm gì có miếng gì. Đến ăn miếng gà trộn. Thật lên, thật chịu ăn trước món này, không chịu đâu, ăn cơm, bày đặt, rửa rửa, đóng cục lên. À không sao, à mình chỉ dùng 3-4 đũa là nó đã ra rồi. Tức là cái sợi miếng này rất là, nó không có nhão, nó không có mềm, nó còn giữ được độ giòn. Miếng ngon là như vậy nè, nhúng vừa phải, và khi mình trộn nó sẽ thấm như vậy, nó không bị dính với nhau, đặc biệt. Thơm nha, là cái nhà. Tiêu rồi. Lỡ ăn nghiền nữa, dưới quê là thì có ăn rồi. Nó dụng lên đây ở luôn, Sài Gòn ở luôn. Nước sốt này nó không phải là nước mắm, nước tương gì chứ. Công thức pha là sao chị? Rất là vừa ăn mà thơm. Thơm có mùi tỏi, mùi hành, mùi nước mắm, mùi nước tương, mùi bột ngọt, mùi đường, mùi tiêu, mùi đủ thứ trên. Chung là một công thức chung của nhiều món mà mình nói đại khái vậy thôi. Mình chế biến sao chị cũng biết, mình không biết, nhưng mà biết là nó ngon, đặc biệt, rất là thơm. Tiêu bệnh. Cái này thì lên Sài Gòn ở luôn. Miền Tây phố lên Sài Gòn gọi là Sài Gòn phố. Đây. Chấm cho nó không chua ngọt nha. Không mất. Một ngày lên Sài Gòn, một ngày đến với những không gian ẩm thực đặc trưng của Sài Gòn, đến với công nghệ 1950 thì chúng tôi cảm nhận được một cái không gian, không vị của quê hương, của đất nước, của những món ăn đậm chất Việt Nam, của những món ăn thuần túy mang giá trị của người Việt thông qua những món từ con gà, gà luộc, gà kia, gói gà, miếng gà. Một con gà rất là quen thuộc với người Việt Nam và có thể chế biến được rất là nhiều món ăn. Và qua những món ăn đó, mình thấy là quán đã có một cái cách thể hiện, cách trình bày cũng như là một cách nấu nướng rất là khéo từ cách thể hiện cho đến trình bày và niêm nếm. Và chung quanh chúng ta thấy bố trí không đơn giản là một cái bàn, một cái ghế, một cái túi gạo hữu cơ ở T25 phải lên trình bày cho khách thấy là đây là một cái quán đảm bảo tiêu chuẩn và luôn chú trọng chất lượng phục vụ khách. Thì giá trị mang lại chính là chất lượng sản phẩm để mình ăn, để mình thưởng thức. Thì mình ăn mình cảm nhận được đó là một cái sự rất khéo, một cái sự đầu tư công phu của quán, nhưng mình trân trọng điều này. Ăn những món ăn giống như mình ăn ở nhà mình vậy đó, nó không có dầu mỡ, không có gì nhiều cho nên mình ăn rất là phải. Càng ăn càng nhiều. Thôi lắm gì ơi. Có dịp thì chúng mình có giả cùng về, cùng đến với Sài Gòn, cùng đến với 182A đường Baxter, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh, để thưởng thức quán cơm gà 1990, để được thưởng thức món gạo cắt hữu cơ T25, gạo ngon nhất thế giới. Có rất là nhiều cách chế biến, và một trong những cách chế biến đó chính là làm nên cái dĩa cơm gà ngon chất lượng như thế này. Mình hứa là sẽ ăn hết cái dĩa này để quý vị coi ha. Ăn xong rồi mình sẽ ăn luôn cái tô miếng như thế này. Dạ, dĩa gỏi. Đó là một cái không gian thưởng thức, một cái cách mà người Sài Gòn
làm phục vụ bữa cơm đến với mọi người, đến với mọi công ty. Hy vọng là mọi người sẽ có dịp đến đây ủng hộ các món ăn từ cơm gà của 1950. Bây giờ thì clip mình cũng hơi dài rồi. Chúc cơ quán ngày càng phát triển và mở ra nhiều địa chấn để ở miền Tây cũng có thể thưởng thức được cái vị ngon của con gà, của hạt cơm, của miếng miếng của mình và nhiều món ngon từ quán nữa. Những dịp thì về đây thưởng thức trọn vẹn hơn cái khẩu vị, cái phong vị ẩm thực của 1950. Chưa dừng lại ở đây, chúng tôi còn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ du khách nước ngoài. Những vị khách lần đầu đến Việt Nam được trải nghiệm ẩm thực Việt qua các món được nhà hàng cơm gà 1950 chế biến. Đó là những cảm xúc vui mừng khó tả khi ăn tô miếng trộn hay phở trộn đậm đà, được ăn miếng thịt gà chấm nước chấm mang hương vị không lẫn vào đâu được, được ăn dĩa cơm gà 1950 chất lượng. Để rồi tất cả đều vui mừng thưởng thức những món ăn chỉ có ở Việt Nam, chỉ có ở cơm gà 1950. Trong văn hóa dân gian, từ ngày xưa, gà là một trong 6 vật nuôi thông dụng nhất, hay còn gọi là lục xúc, gồm gà, chó, lợn, dê, ngựa, trâu, và là thứ lễ vật quan trọng để cầu cúng, tế dân thần thánh tại các đình đền miếu trong dịp lễ, đặc biệt trong lễ tiến cúng thờ mẫu, thánh, ngũ phủ công đồng, không thể thiếu nguyên con gà trống, đã làm sạch, luộc chín, món ngậm một bông hoa. Theo quan niệm tín ngưỡng truyền thống, gà được coi là vật đại diện cho một ngày đầu tiên, quan trọng và thiêng liêng nhất của một năm. Ngày mùng 1 tháng Giêng được gọi là kê nhật. Mùng 1 gà, mùng 2 chó, mùng 3 lợn, mùng 4 dê, mùng 5 trâu, mùng 6 ngựa, mùng 7 người, mùng 8 lúa. Trong sự kết hợp thiên can với địa chi để tính thời gian và chu kỳ phát triển, gà nhập hệ lịch can chi 12 con vật là biểu tượng chi dậu, một chi quan trọng, mang ý nghĩa triết lý và dân gian sâu sắc. Giờ dậu kéo dài từ 17 đến 19 giờ là giờ gà lên chuồng, giờ mở đầu buổi tối. Con người thường ăn tối và nghỉ ngơi. Tháng dậu là tháng 8 âm lịch, giữa mùa thu, thời tiết đẹp và dễ chịu nhất, nhiều loài cây bắt đầu cho thu hoạch. Người ta còn cho rằng, người sinh năm gà, tức tuổi dậu, thường chăm chỉ, hoạt bát, tài giỏi, thành đạt và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong đời. Gà trống cũng được coi là biểu tượng cho năm đức tính, phẩm chất tốt đẹp, văn có màu và màu lông như mũ, và trang phục của người học giỏi, đỗ đạt cao. Vỏ có mỏ nhọn, chân cứng, cưa sắt như đao kiếm. Dũng, gặp địch thủ hoặc bị tấn công là sẵn sàng giao chiến. Nhân, gặp mồi là gọi đồng loại đến ăn. Và tính, bất kể thời tiết, thời gian bốn mùa, đều gái sáng báo canh, báo giờ chính xác. Trong mâm cơm của người Việt, con gà gắn bó với từng gia đình nông thôn, từ nghèo khó đến sang giàu, từ trẻ đến già. Món ăn từ thịt gà luôn là sự lựa chọn hoàn hảo. Mỗi khi gia đình có khách đến, thì thịt con gà đem nấu cháo là nhanh nhất và đầy đủ nhất. Cháo gà của nhà hàng cơm gà 1950 cũng mang đầy đủ câu chuyện nồng ấm như thế. Khi cháo được nấu nhừ từ nước hầm xương và thịt gà, trong đó có nấm rơm giúp nước súp thêm thanh ngọt và những phần thịt gà, điểm thêm ít hành lá hoặc lá chúc, một thứ lá không dễ tìm mua ở đất Sài Gòn này. Khi đâu đã vào đó thì thêm ít trứng non vào, tô cháo càng thêm chất lượng, vậy là đã có thể mang ra đem cho khách thưởng thức. Những món ăn thơm ngon này chỉ có ở nhà hàng cơm gà 1950, địa chỉ 182A, đường Baxter,
phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở vị trí đắc địa nhưng giá cả lại hợp lý. Nhà hàng nằm cách Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố chỉ 5 phút đi bộ. Nhà hàng mở cửa từ lúc 9 giờ đến hơn 22 giờ mỗi ngày. Nếu bận cho công việc thì thực khách cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin về số điện thoại 090 676 1950 hoặc fanpage Cơm Gà 1950. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Dạ. Làm sao phải có cái chữ gì để đây cho nhìn vô cho quen mắt vài bữa. Một không gian ẩm thực tuyệt vời, các món ăn thơm ngon giàu dưỡng chất, mang đến một hương vị thân quen ấm cúng. Không chỉ là ăn uống, đây còn là văn hóa, là tinh hoa của ẩm thực Việt. Địa điểm vừa được nhắc đến là nhà hàng Cơm Gà 1950, điểm 10 cho chất lượng. Hôm nay mình Tây Phố có dịp lên Sài Gòn và đi công việc, quý vị ơi. Sẵn tiện thì mình ghé ủng hộ một cái quán cơm gà rất là thơm ngon và nổi tiếng. Đó là quán Cơm Gà 1950. Hôm nay mình sẽ vô đây để mình kêu một vài món để thưởng thức ha. Rồi cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Nằm trên đường Bát Tơ, Sầm Quốc, đắc địa của phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cạnh Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố. Nhà hàng Cơm Gà 1950 được thực khách khắp nơi yêu thích, không chỉ giá cả hợp lý mà những món ăn nơi đây đều mang phong vị thuần Việt, thơm ngon sạch sẽ. Đến với không gian quán, ngoài sự chỉnh chu trong phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng, nơi đây còn mang đến sự ấm cúng gần gũi. Thực khách như được trở về bên bữa cơm cùng gia đình. Với phương châm tận tâm phục vụ, Cơm Gà 1950 với nguồn nguyên liệu gà từ vườn, cơm từ gạo ST25, loại gạo ngon nhất thế giới, sẽ cung cấp cho thực khách những bữa ăn đầy dưỡng chất. Xuất phát từ tình yêu dành cho các món ăn mang đậm phong vị Việt, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, lựa chọn từ rất nhiều nguồn nguyên liệu tươi ngon an toàn để chế biến nên những món ăn thơm ngon hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Đến với nhà hàng Cơm Gà 1950, thực khách sẽ được thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt qua các món ăn được đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm chế biến. Cơm Gà 1950 sẽ mang đến cho thực khách những bữa ăn đặc sắc như đặc sản Cơm Gà 1950, đầy đủ các hương vị của thịt gà ủ thảo mộc, gà khìa, nem nướng, dưa chua, rau và phần cơm gà dạng ươm thơm phức được nấu từ gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới. Sự kết hợp giữa thịt gà khìa và dưa chua cũng như gà ủ thảo mộc với cải luộc và nem nướng chấm cùng nước mắm gừng hoặc nước mắm chua ngọt đều ngon xuất sắc. Đây được xem là linh hồn, là tinh hoa của nhà hàng. Với sự kết hợp khéo léo của các hương vị qua cùng màu sắc bắt mắt, Cơm Gà 1950 là sự lựa chọn hoàn hảo, có thể giúp thực khách cảm nhận tổng thể về sự tinh tế khéo léo của nhà hàng khi ra món. Món được thực khách yêu thích không kém chính là gà ủ thảo mộc. Gà vườn được làm sạch, nêm nếm theo công thức riêng, thấm đủ mùi vị để sau khi chế biến, những con gà vàng ươm thơm phức luôn gây thương gợi nhớ trong lòng mỗi người. Cơm Gà ủ thảo mộc sẽ không khiến thực khách thất vọng khi tận mục sở thị dĩa cơm gà đầy đặn, không những thơm ngon mà còn bổ dưỡng, với vị thảo mộc thoang thoảng càng ăn càng nghiền.
cũng như các món ăn tại cơm gà 1950. Điểm độc đáo của món gà ủ thơ mộc chính là công thức nấu nướng và hương vị thuần Việt không thể nhầm lẫn vào đâu được. Dĩa cơm nóng hổi vàng ươm, tỏa khói nghi ngút sẽ giúp bữa ăn của quý khách trở nên ấm áp trọn vẹn. Đó là hương vị của tình thân, của sự chỉnh chu nghiêm túc được nhà hàng đầu tư dày công chuẩn bị. Như cây cỏ giữa trời luôn biết cách tạo dựng cho mình một điểm nhấn, và vai trò riêng của những món ăn nơi đây cũng vậy. Mỗi món mang trong mình một hương vị, một phong cách, tất cả cùng góp chung để làm nên đẳng cấp cho những món ăn thơm ngon hấp dẫn của nhà hàng cơm gà 1950. Nếu ở cơm gà 1950 là sự tổng hợp từ tinh hoa của những tinh hoa ẩm thực, cơm gà ủ thơ mộc mang đậm một phong vị dân dã thuần Việt, thì phở gà 1950 cũng là một đặc sản của những đặc sản. Sợi phở mềm mịn, thấm đậm nước dùng từ xương gà được ninh kỹ trong nhiều giờ, tạo nên sự thanh ngọt đài cát của món ăn, được xem là niềm tự hào của Việt Nam cũng như cơm gà 1950. Món ăn tiếp theo cũng được thực khách yêu mến, chính là miếng trộn. Sợi miếng dai giòn, hòa quyện cùng nước sốt đặc biệt, được pha chế theo công thức riêng của nhà hàng, sẽ khiến quý khách hài lòng khi thưởng thức. Gấp miếng thịt gà, chấm vào chén nước chấm gừng chua ngọt hoặc muối tiêu, rồi từ từ đưa vào miệng nhai. Vị thịt gà chắc, dai, thơm ngọt, hòa quyện cùng vị mặn mặn, chua chua của nước chấm cay cay. Độ ngon ngọt xịn sò của món ăn không có từ gì để diễn tả hết cho được. Gỏi gà trộn bắp chuối hột là một điểm nhấn chỉ có ở cơm gà 1950. Bởi bắp chuối được nhà hàng lựa chọn làm nguyên liệu chính là bắp chuối hột, một loại chuối không dễ tìm. Ngày nay, chuối hột được xem là đặc sản của hàng đặc sản, bởi bắp chuối rất khó để tìm, và khi bào nhuyễn để trộn gỏi thì hương vị vô cùng xuất sắc. Những bông chuối tươi rói được bào nhuyễn rồi thêm vào ít gia vị nêm nếm truyền thống được pha chế sẵn, sau đó nhanh tay bóp cho đều để thấm gia vị, rồi cho thêm phần thịt gà luộc vào, trộn thêm 2 phút. Vậy là đã có món gỏi gà trộn bắp chuối đặc biệt với vị chua chua ngọt ngọt, đậm đà vừa ăn. Phần gỏi gà có nhiều sự lựa chọn, từ phần một người ăn đến 2-3 và đặc biệt 4 người ăn. Khi kêu phần gỏi gà, quý khách sẽ có phần cháo hoặc cơm để lựa chọn thưởng thức. Món ngon dù ngon đến đâu cũng không trọn vẹn nếu thiếu món nước chấm. Và đây, nhìn hũ nước chấm đã đủ cho chúng ta thèm thuồng mê mệt. Nước chấm được làm từ nước mắm nguyên chất cùng với tỏi, ớt bằm và một số nguyên liệu với công thức độc quyền chỉ có ở cơm gà 1950. Phần nước chấm giúp gia tăng hương vị thịt gà cùng món cơm dẻo dai. Nếu món ăn ngon 9 phần thì phần thứ 10 phải kể đến hương vị nước chấm thơm ngon hảo hạng, không thể tìm ở những quán ăn hay nhà hàng cao cấp mà chỉ có thể tìm gặp tại nhà hàng cơm gà 1950. Không chỉ là ăn, đến với nhà hàng, thực khách còn được thưởng thức sự khéo tay của đội ngũ bếp lành nghề với các món ăn từ đơn giản như món dưa chua ai cũng có thể làm được. Thế nhưng khi đã thưởng thức món dưa chua 1950 với đầy đủ các loại rau củ mang các gam màu tươi sáng của cuộc sống, thực khách sẽ không khỏi chắc lưỡi phía xoa và tự hỏi rằng tại sao ở đây người ta lại làm món dưa chua giòn ngon như vậy. Gà ta từ vườn da giòn, thịt ngọt và dai, được nhà hàng ra miếng gọn gàng khéo léo là điểm cộng được thực khách đánh giá cao. Bởi miếng thịt ít xương, dễ nhai, không gây cảm giác khó chịu khi ăn. Nhìn miếng thịt gà chắc nịch vàng ươm nằm trên mâm là muốn ăn ngay và liền rồi phải không cả nhà? Chưa hết đâu, nhà hàng cơm gà 1950 còn có phần gà khìa, nhiều người còn gọi là gà rô ti rất đặc biệt. Nhìn miếng thịt gà khìa mọng nước là biết nó được khìa kỹ như thế nào rồi. Miếng gà này mà ăn với cơm thì ôi thôi ngon khỏi chê. Sử dụng công thức khìa đặc trưng của người miền Tây nên phần thịt khìa mang đậm hương vị đậm đà phảng phất của hương xưa vị cũ. Những ngày rảnh rang, con cháu quây quần, má chạy ù ra vườn bắt con gà mần thịt, rồi anh ba anh tư chia nhau ra vườn hái trái dừa chặt đều ba nhát đem vô cho má lấy nước dừa khìa thịt. Vậy là đám con cháu có món ngon để ăn, để quây quần.
bữa cơm nhà quê cứ vậy mà lây lất trong tâm trí những người tha phương. Để khi có dịp thưởng thức món gà kia, lại nhớ đến bữa cơm của má, của quê hương xứ sở năm nào. Đó là hương vị quen thuộc của sự quây quần đầm ấm mà những món ăn ở cơm gà 1950 may mắn sở hữu được. Đến đây thực khách như được trở về bên mái nhà đầm ấm của mình. Có lẽ vì vậy, cơm gà 1950 luôn nhận được sự thương yêu quý mến của thực khách. Từ những em bé đến các anh chị, cô chú đều nhận xét rằng các món ăn của nhà hàng luôn có nét khác biệt. Đó là sự chăm chút trong cách chế biến niêm nếm. Qua từng món ăn, thực khách cảm nhận tâm huyết của nhà hàng dành cho người thưởng thức. Đến đây không chỉ no lòng mà còn ấm lòng. Bởi cơm gà 1950 không chỉ là nhà hàng kinh doanh ẩm thực, các món được chế biến từ thịt gà. Nơi đây còn là không gian văn hóa để trải nghiệm thưởng thức đầy đủ hương vị đắng cay mặn ngọt của cuộc sống qua những món ăn được chế biến công phu của những người đầu bếp, những người làm nghề, những người kinh doanh lấy chữ tâm, chữ tính ra buôn bán một cách hết lòng. Mới đây, ca sĩ Lê Như, cô ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca trữ tình, đã có dịp thưởng thức những món ăn của nhà hàng cơm gà 1950. Cô ca sĩ miền Tây vốn khó tính trong việc ăn uống, vậy mà khi đến cơm gà 1950, Lê Như đã cầm lòng không đặng khi thưởng thức qua một vài món đặc sản đặc trưng của nhà hàng. Cơm gạo ST 25. Như thì không có rành về các loại gạo, nhưng mà Như có nghe tên của loại gạo này. Và loại gạo ngon nhất thế giới. Và Như đang được ăn gạo ngon nhất thế giới nha mọi người. Sẽ có thêm nước chua. Một cái gì á, cơm gà thôi mà thì rất là hấp dẫn như vậy. Có đậu phộng trên đây nữa, thơm, rồi có thêm phần rau và thịt. Còn gỏi này đó thì đúng là cái bắp chuối mà của chú hột, nó mềm, nó không có chát nhiều, thì ngon. Gà thì khỏi nói rồi, nếu mà mình tới đây mình ăn cơm gà thì mình thấy những cái gà này nè, gà không có mỡ nhiều nha mọi người. Gà là thì gà thả vườn anh. Đúng rồi. Em thử chấm thêm cái nước chấm chấm chéo với lá chút coi, kết hợp giữa Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Dạ, thì chắc nhiên là mọi người cũng sẽ ăn ở nhiều nơi rồi. Mà ở đây đặc biệt là gà chấm với lại cái nước chấm là chấm chéo. Và chấm chéo này thì còn có một cái thêm một nữa là có cái chanh chút và lá chút để vào chấm thơm nữa. Cảm ơn ca sĩ Lê Như hôm nay đã đến quán cơm gà 1950 để thưởng thức những món ăn của quán. Hy vọng là sẽ có dịp được phục vụ Như và các anh chị em nghệ sĩ như là các người thân của Như và quý bà con đến thưởng thức các món ăn đặc sản của miền Tây, của Việt Nam mình. Bây giờ hai anh em cứ tự sướng chứ, phải gặp nhau mà, thì phải gặp nhau rồi mới mới clip làm tin, rồi mình làm vlog xong rồi mình chụp hình mình đăng lên đẹp. Như anh thấy ca sĩ nghệ sĩ rồi người ta ăn chút xíu rất là ngại, anh cũng thấy em ăn cũng ngại đó, nhưng mà anh ngại cho em thêm cái này không, không biết là tại anh ngồi đây mà em mắc cỡ em không dám bỏ hết cơm hay sao đó mà em ăn anh thấy nhiều quá, nhiều hơn mọi khi. Đó, tại đang ăn ngon quá, em vừa ăn mà vừa nói chuyện với anh mà hỏi em không để ý là em ăn nhiều tới vậy luôn á. Bình thường là em ăn khoảng một phần này thôi mà, nên là em ăn coi như là hơn mọi ngày là hai lần đó. Tại vì em thấy mặc dù hôm nay là thiếu là nhiều món mà em không nỡ bỏ mướn một cái nào hết. Gà ngon. Anh Mỹ em mấy lần anh biết mà, đi công tác chung nấu gì mà Như về biểu diễn như xịu rồi chút xíu, bữa nay thấy ăn cũng được.
không biết là tại mình mình ngồi ở đây rồi như sợ mắc cỡ không dám ăn thì sao nữa gì. Rồi như cho một cái nhận xét một lòng rồi ăn thấy gì xấu thiệt coi, tại sao mà nay em ăn nhiều vậy, tại có anh đây ngồi đúng không? Cũng một phần là gặp lại bạn thì em vui, một phần là gì gà rất là ngon, cơm ngon, nói tóm lại là no ngon đậm đà. Nói chung là em nghĩ là những lúc nào mà em thèm cơm gà em sẽ nhớ đến cơm gà một chín năm mươi. Cảm ơn Dư rất là nhiều hôm nay đã ủng hộ quán cơm gà 1950. Và hy vọng thông qua clip này chúng ta sẽ biết được một cô gái tiểu Dư rất là dễ thương, rất là thân thiện và cũng rất là hòa đồng. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh của cơm gà 1950 cũng như là kênh của Lê Như. Như em, kênh của em là gì, em có thể giới thiệu cho bà con được biết không? Dạ, kênh TikTok của em, kênh Facebook của em là ca sĩ Lê Như. Mọi người cũng nhớ ủng hộ cho Lê Như, cảm ơn Lê Như rất là nhiều. Giờ nãy mình lúc mà Lê Như giới thiệu mà kênh ca sĩ Lê Như á, Long có chắc lưỡi một cái là biết sao không? Giới thiệu một kênh mà cũng dễ thương nữa, hỏi sao mà khán giả không hoái không mến mộ được. Chúc kênh cô ca sĩ Lê Như ngày một phát triển, thì chúc con người nghiệp kênh của ngày một phát triển hơn Như nha. Cảm ơn Như. Bắn tim. Tinh hoa ẩm thực gói gọn trong sự khéo léo chế biến những món ăn thân quen gần gũi lên một tầm cao mới, mang hương vị thơm ngon ấn tượng. Ăn một lần là nhớ, thử một lần là mê, đó gọi là văn hóa ẩm thực. Món ăn ngon không chỉ nhờ vậy, nó còn thể hiện qua cách trang trí trình bày. Mỗi một dĩa cơm, tô phở, tô miếng được mang ra phục vụ thực khách là một tác phẩm nghệ thuật được người nghệ sĩ đầu bếp cân đối đầy đủ hương vị mặn, ngọt, cay nồng và các màu sắc bắt mắt, sạch sẽ, luôn được nhà hàng cơm gà 1950 quan tâm. Nhờ vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ quý thực khách gần xa. Cảm nhận ban đầu sao chị hả? Ok, ngon. Dạ. Đặc biệt á. Dạ. Nói chung là cứ duy trì như này là tốt. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mong chị và anh góp ý giúp quán những thiếu sót ạ. Cái nước này là vừa, nước lèo nó vừa ăn cho mọi khách hàng. Nói chung là Nam Bắc, Bắc Trung Nam thì đều ăn được đấy. Nó không, nếu mà người Trung thì người ta ăn hơi mặn, mà người Nam thì người ta ăn hơi ngọt, mà người Bắc thì ăn cũng nó không mặn lắm, nhưng mà nó cũng vừa. Những cái này là trung hòa, nó vừa đó. Cái nước lèo là nó nói chung là phù hợp cho mọi khách hàng. Cái hàng nào cũng sử dụng được. Nói chung là nước lèo này là chị thấy là ok. Sợi phở của mình ăn thì sợi phở này là sợi phở Bắc đó. À. Nó mỏng nên là nó rất là thơm, đúng rồi. Mềm. Phở này phở Bắc chứ không phải phở Nam. Phở Nam cũng không có to. Ừ, không to như cái cọng miến. Khách vào. Ngọt quá thì là người Nam ăn là ngọt quá. Người Trung thì người ta là ăn là mặn, không có bị mặn. Bắc thì đây là mình bán từ sáng tới tối luôn hả? Dạ, mình sẽ bán từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thì ví dụ như là buổi sáng thì mình sẽ trộn mặn nước hoặc là mặn cơm. Buổi trưa văn phòng thường là sẽ có mặn cơm, mặn nước. Dạ, còn chiều thì sẽ là thiên nhiều về làm cháo và mặn gỏi. Đến với nhà hàng cơm gà 1950, địa chỉ 182A, đường Bách Tơ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, là đến với không gian của những món ăn thơm ngon chất lượng, từ thịt gà được chế biến kỳ công. Mỗi món ăn mang đến một trải nghiệm thú vị khó quên, khi được thưởng thức rất nhiều món ngon đậm đà hương vị. Ngon từ thịt gà dường chất lượng, từ hạt gạo ST25, loại gạo ngon nhất thế giới, được nấu cùng nước hầm gà, tạo nên những hạt cơm dạng ươm thơm phức. Dĩa cơm gà đầy đủ các phần thịt gà và nem nướng hấp dẫn. Thực khách có thể kêu thêm những topping ăn kèm như đặc sản nem nướng 1950 hoặc thêm trứng non, món khoái khẩu của rất nhiều tín đồ ẩm thực mê thịt gà. Hay có thể kêu thêm món gỏi gà trộn chuối hột, ăn kèm thì hơi bị ngon và đúng bài.
hấp dẫn quá. Đây là phần đặc biệt của quán, mời em. Ok, đặc biệt là sao em, có gì về đặc biệt em? Dạ, phần cơm đặc biệt ở quán 1950 là sẽ có một phần cơm gồm gà khìa và gà luộc và có trứng thêm, trứng chả. Wow, miếng gà rất là bự luôn quý vị ơi. Mà cái khìa này, cái làm rất là đẹp, nhìn rất là đặc biệt. Màu da không những vàng mà nó còn có một cái, mình nhìn vô mình rất là muốn ăn, bởi vì nó mọng nước mà nó mùi rất là thơm, sọc vào mũi mình. Cảm giác như là một cái món khìa được nêm nếm và ướp rất là kỹ, chứ không phải đơn thuần chỉ là một món gà bình thường như những quán khác. Còn ở đây nè, cái miếng gà, gà ủ thơm mộc, thịt gà, da gà vàng ươm à. Mà đặc biệt ra thêm cái nữa, trong thịt nó trong như là có phần nước ở trong. Không biết là con gà này là con gà gì mà nó lại thịt nó có vẻ rất là săn và chắc. Cái da nó cũng như nè đây. Mà ở đây mình thử nha, cảm quan và khứu giác đầu tiên thử là nó không có cái mùi hôi hoặc là mùi tanh của con gà, nó xong lên mùi một cái vị thơm, một cái vị ngọt rất là đặc trưng, đặc biệt. Đây là cải hơi bị tươi nha, rất là tươi, màu xanh. Cải này biết cải luộc hay là cải xào thì mình ăn thử để mình biết nha. Cải rất là tươi và xanh luôn á. Coi mấy viên đậu phộng tấp đêm. Cái trứng này là mình chưa thêm, mình thấy có vị trứng ngon mà chưa thêm vị trứng này nè. Bún đựng cần quá. Còn cái này là quán nó là nem nướng hay nem chiên gì quên rồi, để hỏi tới đây. Tuyệt vời, thơm lắm. Còn đây là phần dưa. dưa này có đu đủ nè. Có củ màu trắng, có cải trắng, củ cải trắng chắc luôn. Rồi cái này là cái gì? Ớt. Còn đây là phần cơm, rất là nhiều. Hoàn toàn mình chỉ ít cơm thôi, nhiều cơm mình chỉ ít cơm. Trên là quán làm bình thường nghĩ ra sẽ đông hơn, nhiều hơn. Còn bên đây, bên đây này một cái phần gà. Gà này là gà gỏi gà, gỏi gà chứa hột, bắp chứa hột. Một cái bắp chuối rất đặc biệt của miền Tây mình, miền Nam mình. Không phải dễ kiếm cái bắp chuối hột đâu, có dễ hơn. Vì cái chuối hột á, ở dưới quê tôi thì nó cái trái nó rất là nhiều hột. Chủ yếu để ngâm rượu thôi, hoặc là khi còn sống thì người ta cho nó, nhưng mà để ăn với bò những cái chẳng hạn. Chứ bắp này rất là khó để tìm, cái chính vì nó cái trái nó có nhiều hột cho nên không có nhiều người trồng. Ở đây là rất là khó để tìm bắp, mà ở đây là bắp chuối hột, nhìn đúng là bắp chuối luôn. Chú hột rất khác, cái khác là nó cái màu nó nhìn nó không có cái độ sơ, và cái da của nó, cái vỏ của nó có màu xanh đặc trưng. Cái này là da gà, một dĩa gà mình thấy chèm dĩa gà đặc biệt đi. Ở đây có đặc biệt thì đặc biệt thì dĩa đặc biệt ở đây là gì như hai người ăn là đặc biệt đó là cái đậu phộng dính gà, thịt gà đặc biệt lạ luôn. Cái này mình ăn gì hết em, có ăn với muỗng hay gì không?
Dạ, lúc nãy anh có order là một phần, thêm một phần miếng và súp nữa. Thì một hồi đem miếng và súp ra em sẽ đem miếng ra cho. Dạ. Rồi đem liền cho anh luôn đi. Dạ, liền cho anh. Có gì vậy? Thấy không? Trên kệ á, gạo ST25 nha. Gạo ngon nhất thế giới chứ không phải là gạo bình thường nữa. Không gian quán rất là sạch sẽ, dễ thương à. Mình đi lựa lúc đầu giờ chiều, lúc mà bớt khách á, để coi cái phong cách, cái phong cách phục vụ đó như thế nào. Thì vô đây cũng thấy là hơi bị ok, vui vẻ, sạch sẽ, mát mẻ. Và đặc biệt là đồ ăn cũng rất là tươi, còn rất là gọi là phục vụ rất là chỉnh chu. Cái phần này là cái gọi là miếng đúng không? Miếng này là miếng gà. Mình kêu rồi đó, kêu là miếng gà khô. Còn cái này là phần súp để ăn thêm 2 trứng, mình thấy trứng ngon quá. Cái này mình ăn với cái gì? Chấm với cái gì? Dạ, ở đây ở quán của em á là có tới 4 loại nước chấm, 4 loại chấm là gồm 2 loại nước mắm và 2 loại muối tiêu chanh. Là bên em sẽ có muối tiêu chanh làm từ trái chúc, lá chúc và chấm chéo. Muối chấm chéo. À, lá trúc, trái trúc, cái này là trái chanh đó ha. Dạ, đây không phải là trái chanh anh, đây là trái trúc. Trái trúc thì nó giống như trái chanh, nhưng cái mùi vị của nó đặc trưng hơn là trái chanh, nó rất là thơm. Anh ngửi thử đi, ngửi thử đi. Cái trái này như em nói là trái trúc của miền núi An Giang. Giờ ở miền Tây, thậm chí ở Việt Nam mình chỉ có An Giang mới trồng được cái cây trúc và cái trái trúc này thôi. Trái trúc nha, CHU cỡ trực sắc trúc. Còn cái này nè, em nói chắc nó gặp mình, gặp cầm máy quýnh như nó kêu lộn là chầm chéo, một cái đặc sản của Tây Bắc. Một cái món của miền Tây Bắc mà kết hợp với một cái món của miền Tây, cũng là Tây, hai cái miền Tây gặp nhau, mà một cái miền Tây ở chút chút ở ngoài Hà Nội, một cái miền Tây tuốt trong đây thì nó sẽ pha kết hợp với nhau, không biết là cái mùi vị như thế nào. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong quán cơm gà 1950 để thưởng thức cái món lá trúc, trái trúc của An Giang và chầm chéo của miền Tây Bắc. Mình sẽ cắt vô thử. Ăn chút cũng phải điều nghệ nha, dắt như vậy lấy nước. Cái vị thơm chua nó khác. Còn mình dắt như vậy nè, dắt ngược lại thì cái vị thơm chua nó sẽ khác. Sẽ có khe hơn, thơm hơn, đặc trưng hơn, ăn gì rất là ngon. Đó. Đây. Còn cái phần mình kêu làm chung là mình đến mình review một cái quán để mình thưởng thức cái ẩm thực, cái đặc trưng của cái quán đó. Mình muốn là tìm hiểu hết những cái tinh hoa của nó, nhưng mà ăn không hết đâu. Những cái đặc sản mà mình thích nhất có thể là cơm gà 1950 của quán, và một cái miếng trộn cũng từ gừa gà, mà mỗi một cái nó sẽ có một cái cách chiêm nếm và vị riêng. Mà đã nói là cái gì cũng phải đặc biệt của nó. Đặc biệt ở đây ngoài những cái công thức của quán thì còn có đặc biệt trong cái nguồn nguyên liệu. Giờ như nãy có hỏi em đó thì cái gỏi chuối hột này nè là một trong những cái đặc biệt, không phải là cái quán nào cũng có được. Bởi vì chuối hột ở ngoài rất là khó tìm, khó kiếm. Một cây chuối hột á, trồng rất là lâu lớn là một, mà khi lớn rồi á, nó ra trái. Cái trái nó chỉ một là ngâm rượu, ngâm rượu lúc mà nó già chín, phải phơi khô nó mới được đó. Còn cái trái còn sống á, thì người ta ăn với thịt bò, da bò, những đám tiệc. Cho nên là cái giá trị của nó mang lại kinh tế lúc mà còn có trái rất là ít. Thành thử là ở dưới quê ít ai trồng á. Mà tìm được cái cây chuối mà bắt chuối hột đó, để mình làm cái món ăn cho mình ăn, nó không phải là đơn giản hơn mà rất là thơm. Trước khi ăn cơm mình ăn thử cái gia vị cái gỏi này mới được. Coi rồi thơm mình bắt rồi đó. Mình ăn nước chấm mà mình chấm mắm gừng nè, chấm vô ăn gỏi trước để cảm nhận được cái vị ngon của món ăn. Tích vô. Trong cái gỏi thậm chí là có chút luôn, ăn rất là thơm. Thơm mùi rất là, nó lạ, không giống như cái chanh của mình, thơm nồng. Còn cái gỏi của bắp chuối ấy, nó lại giòn ngọt, không có dai. Cách nêm nếm cái gọi là cái gia vị ướp của cái món gỏi này thì nó là đặc biệt nữa, là không mặn, không ngọt. Nó nói là miền Tây, ở miền Nam mình là làm ăn gì cũng là cái ngọt, nhưng mà cái món này nó không ngọt, gọi rất là vừa ăn, mà ướp nó thấm lắm, ăn rất là bắt. Ăn với cơm là chắc chắn là còn ngon hơn. Mình thử với cơm nè, chấm một miếng, múc miếng cơm lên, đây, bỏ vào,
mà cả nhà cùng ăn trưa với mình. Quý vị ơi, không có danh là gạo ngon nhất thế giới ít về 25. Hộp gạo nó mềm, cơm nó mềm, không phải là mềm của mình sống mềm mực, mềm vừa ăn. Thêm nữa là cái cơm này nè, tôi nghĩ là được nấu bằng cái nước súp của con gà, chứ không phải nước bình thường, nên là rất là thơm. Nồi màu cơm cũng màu rất là nhìn bắt mắt dễ ăn. Thơm dẻo lắm. Tại em ăn thử miếng gà. Đây, món gà đặc biệt của quán là gà thảo mộc, gà roti rồi, gà roti. Cái này phải chấm với một cái nước mắm khác. Nè, mắm này thì coi. Còn cái chấm chút đi, nó lạ. Thiệt mà nói, vô quán mà mình khen nó hoài cũng kìa, mà không khen không được. Gà sao mà nhai nó dai mà rất là ngọt. Thông thường mình đi cái quán nó ăn đó thì gà nó bở, hình như là gà công nghiệp thì phải. Con gà này biết là con gà gì mà ăn nó rất là dai. Dai mà những người ở vườn lên ăn chưa chắc phân biệt được con gà này thả vườn hay là con gà trên núi nha. Thịt gà núi rất là dai luôn, gà đồi á. Con gà vườn mình chưa chắc đã bằng, nhưng con này ăn rất là ngon. Dai, mềm, cách thì cách ướp rất là thấm gia vị, không có mặn, vừa ăn thơm, không có mùi tanh của con gà, đặc biệt là vậy. Món này 9.5, còn 0.5 điểm nữa là cho quán ngày càng cải thiện, ngày càng nâng cao chất lượng lên. Nửa điểm còn lại mình để dành. Đây, món gà ủ thảo mộc, một trong những đặc sản mà được chủ quán giới thiệu là làm rất là công phu bài bản. Món này mình chấm mắm gừng là đúng hơn, nhưng mà bây giờ có chấm chế của Tây Bắc kết hợp với lá chút của miền Nam thì mình ăn thử rồi, chấm thử rồi có thể như thế nào. Mà cái nhạc này chấm vào lúc vô sâu sâu vào. Đây, miếng gà vàng ươm, thịt gà tươi mới luôn. Đúng vậy, cái vị chanh nó chua, chua nó sẽ chua một cái vị chua thanh, chua bất lợ đó xong rồi thôi. Còn cái chút mình này, nó chua mà chua rất là thơm, đậm đà. Cái vị của nó có một chút gì đó của trái chanh, có một chút gì đó của cái cái gì, nhưng có chút xíu cam nữa, nó the the, nó thơm thơm, nó ngọt ngọt. Mà nó, cái mùi nó nồng hơn chanh nhiều lắm, chanh là bình thường. Cái món này cũng vậy, 9.5. Nửa điểm còn lại là cho quán tự nâng cao tay nghề, tự bổ sung thêm những cái phần đặc biệt của mình. Trong những cơm mình còn một phần nữa, topping. Topping này thấy không? Dĩa rất là nhiều cơm, rất là nhiều thức ăn, topping nhiều lắm. Có nem nướng nè, có trứng nè, có rau nè, có gà thảo mộc nè, có gà kìa, gà rim á. Đây, mình thử cái này ra. Cái món này là cái món nem. Nem này đó, mình sẽ dắt ăn với muối tiêu. Đặc sản, không phải đặc sản mà là chút cái chút. Chấm nha, lực vào. Mời cái nhà. Sao ta? Cái nem nó gì, nó mịn, nó mềm mà nó thơm nữa, không giống như cái nem mà mình hay ăn, không chả mình hay ăn, mà nó thơm, nó mịn, nó mềm, nó ăn đã sướng miệng, không tanh, không có vị nhẫn nhẫn của thằng the, thuộc ngọt hơi hóa chất. Nghĩ là một cái là nem đặc biệt bí truyền của quán, gia truyền của quán. Hy vọng cho có dịp gặp người chế biến thì mình hỏi thử cách công thức làm cái món này như thế nào để mà ra được cái chiếc nem cái chả này nó rất là ngon. Còn trứng này mà mình ăn, đây, cơm mình đang rồi.
chua chua. Quý vị nghe cái vị giòn không? Cái độ giòn á, mình nhai mà nó phát ra thanh rất là im tai. Vừa ăn vị chua rất là vừa ăn, im. Thúc tự miếng nước súp trước khi ăn miếng. Nước súp có trứng nào không? Thôi mình ăn trứng này đi. Thôi ăn trứng bát trứng để dành hồi ăn sao. Mình cái nhà dùng súp. Rất ghét bột ngọt. Ăn bột ngọt không ưa. Ăn cái này lại khác. Không có bột ngọt. Thanh, ngọt. Rất là thơm, thơm mùi lá trúc. Gia vị vừa ăn, ướp, đậm đà. Nước súp chín rửa luôn. Tiếp theo đây. Giờ này quán ít người quá vậy, cho nên mình review dưới này dễ, không làm phiền hết. Bây giờ ông bạn ăn trước, đợi chút xíu. Có một cái cách một chút. Đây cái quán món này gọi là món món gì quên rồi. Miếng trộn, miếng trộn thịt rất là nhiều nha. Tấp pin có gì? Tấp mỡ, hành phi, hay và miếng. Miếng này nãy giờ mình lo nói chuyện cho nó đông đặc rồi. Xem đũa. Ủa, quên. Thơm nha. Được sót đây. Ủa, nãy rồi chị phải quên, nãy ăn ngày trước được bây giờ. Rồi lâu lâu thành phố, miền Tây phố lên thành phố chơi mà. Kệ, quê. Lỡ quê rồi. Quê luôn đi. Đây. Ở dưới toàn ăn hủ tiếu, ăn bún riêu không, làm gì có miếng gì. Nên ăn miếng gà trộn. Thật lên thật chịu ăn trước cái món này giống chịu đâu ăn cơm bà đặt rồi đóng cục lên. À không sao. À mình chỉ dùng 3 bốn đũa là nó đã ra rồi. Tức là cái sợi miếng này rất là, nó không có nhão, nó không có mềm, nó còn giữ được độ giòn. Miếng ngon là như vậy nè, nhúng vừa phải. Và khi mình trộn nó sẽ thấm như vậy, nó không bị dính với nhau. Đặc biệt thơm nha, mời cả nhà. Lỡ ăn ghiền rồi, ở dưới quê là thì có ăn rồi. Nó dụng lên Tây ở luôn, Sài Gòn ở luôn. Nước sốt này nó không phải là nước mắm, nước tương gì chứ. Công thức pha làm sao chị? Rất là vừa ăn mà thơm. Thơm có mùi tỏi, mùi hành, mùi nước mắm, mùi nước tương, mùi bột ngọt, mùi đường, mùi tiêu, mùi đủ thứ trên. Chung là một công thức chung của nhiều món mà mình nói đại khái vậy thôi. Mình chế biến sao chị cũng biết, mình không biết, nhưng mà biết là nó ngon, đặc biệt, rất là thơm. Tuyệt vời. Như này thì lên Sài Gòn ở luôn. Miền Tây phố lên Sài Gòn gọi là Sài Gòn phố. Để chấm cho nó không chua ngọt nha. Không mất. Một ngày lên Sài Gòn, một ngày đến với những không gian ẩm thực đặc trưng của Sài Gòn. Đến với cơm gà 1950 thì chúng tôi cảm nhận được một cái không gian, không vị của quê hương, của đất nước, của những món ăn đậm chất Việt Nam, của những món ăn thuần túy mang giá trị của người Việt thông qua những món từ con gà, gà luộc, gà chia, gói gà, miếng gà. Một con gà rất là quen thuộc với người Việt Nam. Có thể chế biến được rất là nhiều món ăn. Và qua những món ăn đó mình thấy là quán đã có một cái cách thể hiện, cách trình bày cũng như là một cách nấu nướng rất là khéo từ cách thể hiện cho đến trình bày và niêm nếm. Và chung quanh chúng ta thấy bố trí không đơn giản là một cái bàn, một cái ghế, một cái túi gạo hữu cơ ST25 phải lên trình bày cho khách thấy là đây là một cái quán đảm bảo tiêu chuẩn và luôn chú trọng chất lượng phục vụ khách. Thì giá trị mang lại chính là chất lượng sản phẩm để mình ăn, để mình thưởng thức. Thì mình ăn mình cảm nhận được đó là một cái sự giá khéo, một cái sự đầu tư công phu của quán, và mình trân trọng điều này.
ăn những món ăn giống như mình ăn ở nhà mình vậy đó. Nó không có dầu mỡ, không có gì nhiều cho mình ăn rất là khoái. Càng ăn càng nhiều. Thôi luôn gì ơi. Có dịp thì chúng mình khán giả cùng về, cùng đến với Sài Gòn, cùng đến với 182A đường Baxter, phường Bến Nghé, quận 1 Hồ Chí Minh để thưởng thức quán cơm gà 1990, để được thưởng thức gạo cắt hữu cơ ở T25, gạo ngon nhất thế giới. Có rất là nhiều cách chế biến, và một trong những cách chế biến đó chính là làm nên cái dĩa cơm gà ngon chất lượng như thế này. Mình hứa là sẽ ăn hết cái dĩa này để quý vị cùng coi ha. Ăn xong rồi mình sẽ ăn luôn cái tô miếng như thế này. Dạ, dĩa gỏi. Đó là một cái không gian thưởng thức, một cái cách mà người Sài Gòn làm phục vụ bữa cơm đến với mọi người, đến với mọi công ty. Hy vọng là mọi người sẽ có dịp đến đây ủng hộ các món ăn từ cơm gà của 1950. Bây giờ thì clip mình cũng hơi dài rồi. Chúc cơ quán ngày càng phát triển và mở ra nhiều địa chấm để ở miền Tây cũng có thể thưởng thức được cái vị ngon của con gà, của hạt cơm, của miếng miếng của mình và nhiều món ngon từ quán nữa. Những cái dịp thì gì đây thưởng thức trọn vẹn hơn cái khẩu vị, cái phong vị ẩm thực của 1950. Chưa dừng lại ở đây, chúng tôi còn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ du khách nước ngoài. Những vị khách lần đầu đến Việt Nam được trải nghiệm ẩm thực Việt qua các món được nhà hàng cơm gà 1950 chế biến. Đó là những cảm xúc vui mừng khó tả khi ăn tô miếng trộn hay phở trộn đậm đà, được ăn miếng thịt gà chấm nước chấm mang hương vị không lẫn vào đâu được, được ăn dĩa cơm gà 1950 chất lượng. Để rồi tất cả đều vui mừng thưởng thức những món ăn chỉ có ở Việt Nam, chỉ có ở cơm gà 1950. Trong văn hóa dân gian, từ ngày xưa, gà là một trong 6 vật nuôi thông dụng nhất, hay còn gọi là lục xúc, gồm gà, chó, lợn, dê, ngựa, trâu, và là thứ lễ vật quan trọng để cầu cúng, tế dân thần thánh tại các đình đền miếu trong dịp lễ, đặc biệt trong lễ tiến cúng thờ mẫu, thánh, ngũ phủ công đồng, không thể thiếu nguyên con gà trống đã làm sạch, luộc chín, món ngâm một bông hoa. Theo quan niệm tín ngưỡng truyền thống, gà được coi là vật đại diện cho một ngày đầu tiên, quan trọng và thiêng liêng nhất của một năm. Ngày mùng 1 tháng Giêng được gọi là kê nhật. Mùng 1 gà, mùng 2 chó, mùng 3 lợn, mùng 4 dê, mùng 5 trâu, mùng 6 ngựa, mùng 7 người, mùng 8 lúa. Trong sự kết hợp thiên can với địa chi để tính thời gian và chu kỳ phát triển, gà nhập hệ lịch can chi 12 con vật là biểu tượng chi dậu, một chi quan trọng, mang ý nghĩa triết lý và nhân văn sâu sắc. Giờ dậu kéo dài từ 17 đến 19 giờ là giờ gà lên chuồng, giờ mở đầu buổi tối. Con người thường ăn tối và nghỉ ngơi. Tháng dậu là tháng 8 âm lịch, giữa mùa thu, thời tiết đẹp và dễ chịu nhất, nhiều loài cây bắt đầu cho thu hoạch. Người ta còn cho rằng, người sinh năm gà, tức tuổi dậu, thường chăm chỉ, hoạt bát, tài giỏi, thành đạt và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong đời. Gà trống cũng được coi là biểu tượng cho năm đức tính, phẩm chất tốt đẹp, văn có màu và màu lông như mũ và trang phục của người học giỏi, đỗ đạt cao. Vỏ có mỏ nhọn, chân cứng, cưa sắc như đao kiếm. Dũng, gặp địch thủ hoặc bị tấn công là sẵn sàng giao chiến. Nhân, gặp mồi là gọi đồng loại đến ăn. Và tính, bất kể thời tiết, thời gian bốn mùa, đều gáy sáng báo canh, báo giờ chính xác. Trong mâm cơm của người Việt, con gà gắn bó với từng gia đình nông thôn, từ nghèo khó đến sang giàu, từ trẻ đến già. Món ăn từ thịt gà,
luôn là sự lựa chọn hoàn hảo. Mỗi khi gia đình có khách đến thì thịt con gà đem nấu cháo là nhanh nhất và đầy đủ nhất. Cháo gà của nhà hàng cơm gà 1950 cũng mang đầy đủ câu chuyện nồng ấm như thế. Khi cháo được nấu nhừ từ nước hầm xương và thịt gà, trong đó có nấm rơm giúp nước súp thêm thanh ngọt và những phần thịt gà, điểm thêm ít hành lá hoặc lá chúc, một thứ lá không dễ tìm mua ở đất Sài Gòn này. Khi đâu đã vào đó thì thêm ít trứng non vào, tô cháo càng thêm chất lượng, vậy là đã có thể mang ra đem cho khách thưởng thức. Những món ăn thơm ngon này chỉ có ở nhà hàng cơm gà 1950, địa chỉ 182A, đường Bách Tơ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở vị trí đắc địa nhưng giá cả lại hợp lý. Nhà hàng nằm cách Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố chỉ 5 phút đi bộ. Nhà hàng mở cửa từ lúc 9 giờ đến hơn 22 giờ mỗi ngày. Nếu bận cho công việc thì thực khách cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin về số điện thoại 090-676-1950 hoặc fanpage Cơm Gà 1950. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Dạ. Làm sao phải có cái chữ gì để đây em nhìn vô cho quen mắt vài bữa không biết được. Sắp xếp nguyên một cái hàng. Chẳng quá chẳng. Mẹ đi coi vô cái hình. Từ từ sẽ sắp hết. Đây mấy chỗ này mình đóng nhiều lắm. Mấy cái chỗ này mình là đóng luôn.